Chiều ngày 8 tháng 12, sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bế mạc. Kỳ này, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua 50 nghị quyết, gồm 9 nghị quyết cụ thể hóa nghị quyết số 98, 34, nghị quyết về kinh tế ngân sách, 7 nghị quyết về văn hóa xã hội giáo dục, 1 nghị quyết về đô thị và 8 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những nghị quyết thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân thành phố năm 2023 và nhiều năm tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả những nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua. Kính thưa đồng bào cử tri thành phố, kính thưa các vị đại biểu, để nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 với chủ đề quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị. Thứ nhất, đối với các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện thật nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật đạt hiệu quả cao. Trong năm 2024, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ tập trung giám sát chuyên đề về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn thành phố ở giai đoạn 2022-2025 trong 6 tháng đầu năm của năm 2024, về công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn 2020-2025 ở cái thời gian là 6 tháng cuối năm 2024 theo nghị quyết số 24 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố phân tích sâu, đánh giá toàn diện, dự báo các tình huống kinh tế xã hội năm 2024 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới. Tôi đề xuất tập trung một số vấn đề như sau. Một là có giải pháp thiết thực, hiệu quả, triển khai tích cực các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2024 là từ 7,5 đến 8%. Tập trung tìm kiếm các giải pháp thực hiện chủ đề năm nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội, đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp trong tổ chức thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, vì lợi ích chung để thành phố chuyển mình vượt qua cơn gió ngược, như đồng chí Bí thư Thành ủy đã phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 24 vừa qua. Quan tâm tăng cường kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn tại kéo dài, kịp thời đề xuất kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo ổn định cuộc sống của nhân dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương và thành phố cũng như nhân dân. Hai là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu đến năm 2030, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ba là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành trung ương và các địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết 98 của Quốc hội, nghị quyết số 103 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, hoàn thành đề án đô thị thông minh để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý nhà nước và đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo hạ tầng đi trước một bước và quan tâm khai thác và đầu tư phát triển các dự án hạ tầng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới, tăng cường liên kết phát triển vùng và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch. Vấn đề thứ tư,
đó là tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo bình ổn giá, giá cả các mặt hàng tiêu dùng và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân thành phố giám sát theo quy định pháp luật, tăng cường tổ chức đối thoại của chính quyền với người dân, đối thoại của chủ tịch ủy ban nhân dân quận phường với nhân dân theo quy định và phát huy vai trò giám sát của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân về việc giải quyết những kiến nghị bức xúc, kiến nghị của nhân dân tại địa bàn ứng cử, nhất là việc quan tâm đến các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển thành phố, các dự án, công trình trọng điểm, dự án đầu tư công phát huy hiệu quả khi hoàn thành, kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải lãng phí theo nghị quyết 103 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được Trung ương phê duyệt, các giải pháp và nguồn lực để thực hiện 4 chương trình đột phá, 51 đề án mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã đề ra. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo và ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ gửi niềm tin và hy vọng các đại biểu sẽ sâu sát cơ sở, nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền thành phố triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo tiền đề, động lực mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11.